Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 làm như thế nào để giàu có? Xin mời hãy xem hết video này. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh thay mặt cho những người thực hiện chương trình. Mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, vận khí của mỗi con người luôn luôn thay đổi, mỗi năm mỗi khác nhau, thì thời vận của chúng ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều và thay đổi theo. Chính vì lẽ đó mà bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nữ mạng năm 2022. Việc xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nữ mạng không chỉ giúp cho quý vị nắm được vận hạn hung cát của chính mình, nó còn tạo ra định hướng cho quý vị trong những bước đi tiếp theo của mình trong thời gian tới đây. Trong việc xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 năm 2022 nhâm dần sẽ giúp cho quý vị biết rõ về tiền bạc, tình duyên, công danh sự nghiệp và gia đạo cũng như là sức khỏe của mình, và qua đó thì quý vị sẽ có được cái nhìn tổng quan về mình. Và chương trình này được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Qua chương trình này thì quý vị sẽ có được bức tranh toàn cảnh về vận hạn của mình trong năm mới đây. Và cùng đó thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi cho người tuổi Tân Dậu trong năm 2022 này. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 năm 2022 nữ mạng tài lộc bấp bênh. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 năm 2022 nữ mạng dự báo số phận không tốt không xấu, không hình không khác với năm dần. Tuy nhiên, do bị nhiều sao hung tinh xâm nhập và tấn công ở cung mệnh cho nên người tuổi Tân Dậu gặp nhiều lúng túng về đường tài lộc. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 năm 2022 nữ mạng tổng quan. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 năm 2022 nữ mạng dự báo các mối quan hệ của bạn trong năm không được tốt. Sự xuất hiện của Chu Tước phá hư mọi thứ. Quý bà tuổi Dậu 41 tuổi gặp tiểu nhân vướng vào thị phi. Nhất là những người đi làm công hay gặp đồng nghiệp không hợp ý, phát sinh các mâu thuẫn và tranh cãi, cạnh tranh lợi ích. Cho nên năm nay bạn nên tránh tiểu nhân, sự ảnh hưởng của Chu Tước để cầu mong một năm mới tốt đẹp. Hung tinh, tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nữ mạng, dự báo số phận không tốt, không xấu, không hình không khác với năm dần. Tuy nhiên, do bị nhiều sao hung tinh xâm nhập và tấn công ở cung mệnh, cho nên người tuổi Dậu sinh năm 1981 gặp nhiều lúng túng về đường tài lộc. Đặc biệt, về sức khỏe, có sự áp chế của thiên ách, phá bạo bại về của cải, cộng với Chu Tước trong quan hệ xã hội nên dễ gây rắc rối thị phi. Vì vậy, bạn nên cẩn thận hơn về ảnh hưởng của các sao xấu này đối với tài lộc của mình, kẻo tình trạng trở nên ngày càng tệ hơn. Cát tinh. Tuy nhiên, nữ mệnh Tân Dậu 1981 không phải quá lo lắng, vận trình tài lộc của bạn trong năm nhâm dần cũng sẽ có mặt tốt. Tử vi số nói, sự xuất hiện của các ngôi sao may mắn Tử Vi và Long Đức sẽ khiến cho nữ mệnh chủ tuổi Dậu có tình cảm và sự nghiệp tốt hơn. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ thì tài lộc của bạn vẫn như mong đợi, có khả năng có thể xoay chuyển tình thế, đột phá để tốt hơn. Để hóa giải những hung tinh và tăng cường cát tinh, thầy phong thủy khuyên quý gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên dùng để nghênh đón thái tuế, hóa giải vận hạn của năm. Như chúng ta đã biết, thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất của năm. Vậy nên việc mang theo lệnh phù để nghênh đón ngài là điều hết sức cần thiết để được ngài che chở và bảo vệ, giúp cho vận trình của năm được hanh thông và thuận lợi. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Dậu dự báo vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sinh năm 1981 trong năm 2022 nhâm dần khá tốt, được ngôi sao may mắn Long Đức thúc đẩy. Nữ mệnh chủ tuổi Dậu có rất nhiều cơ hội việc làm, chỉ cần bạn chịu khó và nỗ lực thì sẽ không khó để tạo ra bước đột phá trong vận trình sự nghiệp năm nay. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nữ mạng, mặc dù vận trình sự nghiệp của bạn rất là tốt nhưng bạn cũng không nên quá kiêu ngạo, dù sao cũng có ảnh hưởng của Chu Tước lên sự nghiệp. Vì vậy, bạn nên cố gắng giữ thái độ khiêm tốn ở nơi làm việc, nếu không, không chỉ sự nghiệp khó được đảm bảo mà bạn cũng có thể bị kẻ gian hãm hại. Tài vận, đánh giá 3 sao. Vận trình tài lộc của nữ mệnh chủ tuổi Dậu sinh năm 1981 trong năm Nhâm Dần 2022 cũng tương đối kém. Bạn chịu ảnh hưởng của hung tinh bạo bại, cho nên đường tài lộc của bạn khó khăn hay gặp suy bại, sa sút và không thể tiết kiệm, mà về cơ bản tình hình tài chính không đủ sống. Tử vi 12 con giáp dự báo, bạn không chỉ thường xuyên gặp thất bại trong việc đầu tư, quản lý tài chính mà còn phải gánh thêm những khoản nợ khổng lồ. Điều này khiến cho nữ mệnh chủ tuổi Dậu có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Nếu bạn không làm thêm bằng các công việc bán thời gian, tuổi Dậu sẽ đứng trước những khủng hoảng tài chính không thể nào giải quyết. Vậy nên, để thoát khỏi vận hạn này, các bậc thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, và khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở và độ mạng, giúp cho vận trình công việc được hanh thông thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến hưng vượng, tiền bạc ùn ùn kéo về. Tình cảm, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nữ mạng, có vận trình tình cảm không tệ. Mặc dù phần lớn vận may của bạn trong năm nay tương đối khó khăn, nhưng may mắn thay, có sự thay đổi tốt đẹp ở mặt tình cảm. Đặc biệt là mối quan hệ giữa những quý bà tuổi Tân Dậu đã kết hôn, hai bạn ngày càng trở nên kháng khít và bền chặt với sự trợ giúp của các tinh tử vi. Người bạn đời của bạn sẽ không vì vận rủi của bạn trong năm Nhâm Dần mà rời đi, đây gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Tình yêu đích thực và sự tin tưởng, động viên của nửa kia khiến cho nữ mệnh chủ tuổi Tân Dậu sẽ chuyển hóa thành sức mạnh để chiến đấu, có thêm dũng khí vượt qua những khó khăn ở năm Dần. Quý cô tuổi Dậu độc thân chắc chắn sẽ có cho mình một mối quan hệ khác phái bền chặt, gặp đào hoa may mắn, sớm thoát khỏi cảnh độc thân trong năm Nhâm Dần 2022. Bạn nên sớm tìm cho mình một bến đỗ để có thể chia sẻ những đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống, nhất là trong giai đoạn năm 2022. Sức khỏe, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nữ mạng, được dự báo là khá gập ghềnh. Chúng tôi cho hay, bạn gặp sự ảnh hưởng của hung tinh thiên ách, thân thể vì thế mà chịu ảnh hưởng. Môi trường bên ngoài thường xuyên tác động khiến cho bạn yếu đi hay bị cảm lạnh, hoặc gặp tai nạn mà khiến thân thể không tốt. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 khuyên nữ mệnh chủ tuổi Tân Dậu không nên ra ngoài quá nhiều, đặc biệt là đi đường xa, vì phải chú ý giữ gìn sức khỏe, hạn chế lái xe và tránh các cuộc xung đột nếu không muốn gặp phải họa huyết quang. Bởi những hung họa xảy ra đối với người tuổi Tân Dậu hết sức nguy hiểm, chính vì thế mà các thầy phong thủy có khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Vòng được thiết kế dựa vào bộ tam hợp quý nhân của người tuổi Dậu, khi mang theo vòng bên mình sẽ hóa giải được thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đồng thời, vòng cũng giúp tăng cường nhân duyên, hòa hợp gia đình, hòa hợp vợ chồng cũng như các mối quan hệ trong công việc làm ăn. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nữ mạng sẽ được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, đánh giá 4 sao. Vận trình tài lộc của nữ mệnh chủ tuổi Dậu sinh năm 1981 tương đối lý tưởng. Trong tháng 1 âm lịch, người tuổi Dậu 41 tuổi được năng lượng tích cực bao quanh và về cơ bản cuộc sống tương đối suôn sẻ. Ngoài ra vận trình mùa xuân cũng rất sôi động, tuổi Dậu có thể tiếp đãi người thân, bạn bè đến thăm với tình thân của chủ nhà trong tháng này. Tuy đôi khi bận rộn một chút nhưng bạn rất thích, phương diện tình cảm cũng tốt lên trông thấy. Tháng 2, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nữ mạng dự báo bạn có đường tài lộc khá tốt trong tháng này. Tháng 2 của tuổi Dậu thể hiện sức khỏe lạc quan hơn, mọi chỉ số thể chất của bạn đều rất bình thường, dù làm gì cũng tương đối thoải mái, về cơ bản không có khó khăn nào có thể ảnh hưởng đến bạn. Một số quý bà tuổi Tân Dậu có sức khỏe kém cũng có thể gặp nhiều may mắn trong tháng này và trở nên mạnh mẽ hơn, mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng rất tốt cho bạn. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Tử vi tháng dự báo, đường tài lộc của nữ mệnh chủ tuổi Dậu 41 tuổi trong tháng này có chút gập ghềnh. Bị ảnh hưởng bởi bạo bại cho nên thu nhập tiền bạc của bạn trong tháng này bị giảm sút đáng kể, không những khó duy trì được trạng thái thu nhập ổn định về tài chính mà còn thường bị tổn thất về mặt thiên tài. Tử vi dự báo, chi tiêu tiêu dùng của tuổi Dậu ở trong tháng này cũng rất lớn, tiền bạc thường dùng vào những việc không quan trọng, dẫn đến hao tốn tiền của, thậm chí lâm vào cảnh túng quẫn. Vì vậy, tuổi Quý Bà tuổi Dậu nên quản lý tốt tiền bạc của bản thân trong tháng này, không nên tiêu xài hoang phí, thay vào đó là nên chi tiêu hợp lý, như vậy mới có lợi cho sự ổn định tài lộc của bản thân lâu dài. Tháng 4, đánh giá 4 sao. Xem bói vận trình tình cảm của nữ mệnh chủ tuổi Dậu sinh năm 1981 rất lạc quan. Vận đào hoa của người tuổi Dậu tháng này rất vượng, vì có cát tinh tử vi, bạn có thể gặt hái được tình yêu ngọt ngào. Đặc biệt, những người đang độc thân có thể quen được một số người khác phái, tốt qua sự mai mối của bạn bè trong tháng này. Nếu bạn nắm bắt tốt thì tử vi số tin rằng sẽ có cơ hội thoát khỏi cảnh độc thân trong tháng này. Đối với người có gia đình, tình cảm của hai bạn tương đối ổn định, tình cảm vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc. Tháng 5, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nữ mạng, có vận trình sự nghiệp đang phát triển rất tốt. Với sự trợ giúp của cát tinh Long Đức, nữ mệnh chủ tuổi Dậu 41 tuổi đang có vận trình tốt trong tháng này, có thể dễ dàng xử lý những vấn đề nhỏ nhặt khác nhau trong công việc của mình. Đồng thời, bạn cũng được lãnh đạo trọng dụng và nâng đỡ. Hãy thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề cho công ty và bạn sẽ có cơ hội được thăng chức, thậm chí là lên chức quản lý mà bạn đã ao ước bấy lâu nay. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Dậu tháng 6 năm 2022 dự báo tổng thể tài lộc của bạn ở mức trung bình. Trong tháng này, nữ mệnh chủ tuổi Tân Dậu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Dù ảnh hưởng không lớn nhưng vẫn khiến tài vận của bạn bấp bênh. Cần phải giải quyết nhiều thứ và khiến cho chúng ta gặp rắc rối đối với các gánh nợ. Tuy nhiên, đối với gia đình thì các bạn nhận được nhiều may mắn hơn, hạnh phúc gia đình và khoảng thời gian ở nhà sẽ là những điểm nhấn tốt đẹp đối với nữ mệnh chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 6 này. Tháng 7, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nữ mạng, dự báo vận trình sức khỏe của bạn không mấy khả quan trong tháng này. Do sự xâm phạm và tấn công của sao hung tinh thiên ách, nữ mệnh chủ tuổi Tân Dậu rất dễ gặp tai nạn và nguy hiểm trong tháng này. Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng như là hiện tại, thì tuổi Tân Dậu nữ mạng sinh năm 1981 được khuyên hạn chế đến vùng sông nước, đặc biệt nếu không biết bơi thì rất có thể sẽ bị chết đuối hoặc là vô tình bị thương. Vì vậy, bạn nên chú ý hơn đến an toàn cá nhân trong tháng này, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để tình trạng không thể cứu vãn bạn nhé. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Tử vi tháng 8 năm 2022 tuổi Tân Dậu dự báo sự phát triển của các mối quan hệ xã giao của người bạn không khả quan cho lắm. Bạn chịu ảnh hưởng của Chu Tước, dễ bị phạm tiểu nhân, rơi vào cục diện thị phi, bị vu khống, tung tin đồn nhảm, ảnh hưởng đến quan hệ xã giao của bạn. Vì vậy, nữ mệnh chủ tuổi Dậu nên cẩn thận hơn, đến độ tuổi này rồi cũng nên hạn chế ngồi lê đôi mách và không giao du với người không đàng hoàng để tránh rước họa vào thân, hãy biết chọn bạn mà chơi. Tháng 9, đánh giá 3 sao. Tử vi từng tháng tuổi Tân Dậu năm 2022 dự báo vào tháng 9, tinh thần của bạn không ổn định. Sự ảnh hưởng của tiết bạch lộ khiến cho bạn không được vui vẻ, bạn lao đầu vào công việc và chịu mọi stress. Lời khuyên cho bạn là nên cân bằng công việc và nghỉ ngơi, đừng để cho bản thân phải kiệt sức lẫn thể xác và tinh thần. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tử vi tháng 10 tuổi Dậu năm 2022 được dự báo khá tốt. Mối quan hệ của bạn với gia đình hai bên nội ngoại đã có bước tiến triển mới. Trong tháng này, khối lượng công việc của nữ mệnh chủ tuổi Tân Dậu không lớn, bạn có thể có nhiều thời gian tự do sắp xếp những thứ khác. Vì vậy, tuổi Tân Dậu nữ mạng có thể xem xét về việc dành thời gian cho người yêu, cho gia đình trong lúc này. Đặc biệt, khi nói đến việc hòa đồng với con cái, bạn nên có những tương tác thường xuyên với con cái trong tháng này và xây dựng mối quan hệ gia đình hòa thuận, giúp cho tài lộc ổn định và suôn sẻ. Tháng 11, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nữ mạng dự báo vận trình sự nghiệp của bạn không mấy suôn sẻ, bị hung tinh chiếu mệnh, khối lượng công việc và khó khăn của tháng này tăng lên. Đặc biệt là vào thời điểm gần cuối năm, bạn phải giải quyết những công việc tẻ nhạt là điều không thể nào tránh khỏi. Nó khiến cho bạn luôn có tinh thần và cảm thấy ngày càng mệt mỏi hơn. Bạn sẽ làm công việc rối tung lên vì tâm trạng nóng nảy của mình. Cho nên lời khuyên là hãy giữ thái độ lạc quan để giải quyết công việc và học cách vui vẻ trong khó khăn để ổn định và phát triển sự nghiệp của bản thân trong tháng 11 này. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Nữ mệnh chủ tuổi Dậu 41 tuổi sẽ mệt mỏi hơn trong tháng này. Vào tháng cuối năm, không thể nào tránh khỏi việc bạn phải bận rộn với những công việc bộn bề trong cuộc sống như là chuẩn bị đón năm mới hay là việc chăm sóc con cái. Vì vậy, nữ mệnh chủ tuổi Dậu chắc hẳn là người bận rộn chóng mặt trong tháng này. Tuy nhiên, dù cuộc sống có vất vả hơn một chút, nhưng tuổi Dậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng để bản thân quá mệt mỏi, nếu không sẽ dễ gây ra nguy hiểm cho sức khỏe do làm việc quá sức, đến lúc này sẽ gây ra phiền phức lớn. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, mỗi vận hạn của mỗi năm sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta cũng có những vận hạn khác nhau trong năm mới. Qua đây thì chúng tôi cũng rất hy vọng rằng những kiến thức mà kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ, quý vị sẽ áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày của mình và từ đó có thể thay đời đổi vận, giàu có hơn, may mắn hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Và trước khi rời đi thì quý vị cũng đừng quên nhấn vào đăng ký theo dõi kênh để luôn là người đầu tiên cập nhật những kiến thức về tử vi phong thủy quý vị nhé.